Nói cho mẹ nghe mày. Chị Bông có chuyện gì vui? Nói cho mẹ nghe mày. À, ừ à. Ừ. Ồ, ồ, ấy à. Ừ, muốn nói chuyện mới đi ngủ được á. Thương mà, không thở được là thương lắm mà. Mẹ hút cho được một tí thì nói được một tí á. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì này? Kể mẹ nghe xem nào. Làm sao? Thế làm sao? Con bị khó thở nè, cậu Đạt ơi. Con bị khó thở nè. Con khó chịu lắm. Bảo đi. Cậu Đạt ơi, con khó thở lắm. Con bị nhiều nước ở trong mũi này. Con bực mình lắm. Ăn cứ nè. Mẹ con hút mà không hết được. Bực lắm, đang bực lắm. Bực lắm thôi. Cậu Đạt ơi, bực lắm. Chị Bông ơi. Chị Bông ơi. Alo, nghe nhá. Hàng xíu. Dạ. Xíu. Đã. Pum 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 ba mù. Ấn cu nè. Giờ này mình phải nói chuyện một tí xong mới ngủ được mà. Đúng không? Giờ này phải ngủ. Nói chuyện một tí mới ngủ được mà. Vui nhỉ? Vui lắm má. Vui á. Là nhiều. À mưu mi nhiều nhiều lắm không á. Xinh gái á. Nhưng mà mũi bị tịt á. Không nói chuyện được á. Không thở được á. Ồ, thương ghê à. Thương lắm. Có thuốc gì không? Mình bị hút mũi mình bực lắm rồi. Ở cao. Ông bà nội đi chơi rồi. Không ở nhà chơi với mình nha nhỉ. Không ở nhà nói chuyện với mình gì cả. Phải không? Cái ngủ một giấc sáng mai mẹ lại điệu lên xong rồi mình đi chơi. Ngủ nè, xong mình đi chơi. Đi nhà bà thơ. Sáng nay mình còn vào nhà bà thơ mình ăn quả quýt mà. Nhớ. Đúng không? Ăn khư.